Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Hôm nay lại một lô xe mới về, mình sẽ cập nhật cho anh em. Anh em nào mua dòng nào thì chịu khó mình tham khảo kỹ clip nha. Thì đồng hành với thiệu mình hôm nay thì có anh Thảo. Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay em tiếp tục xả một kho xe mọi người và lên những cái dòng xe mà gọi là mới nhất cho mọi người luôn nha. Và giảm 2-3 triệu cho mọi người với một lô mới về luôn, này là báo giá cho mọi người luôn nha. Thì con này là con future mọi người, lên bạc, lên thái mọi người nha. Con này anh em cũng đang chờ mong rất là nhiều nha. Thì con này thì là 34 cũ mọi người nha, 34 cũ mọi người. Còn nếu mà anh em có màu trắng đỏ lên thái cũng là 34 cũ mọi người nha. Là cái này là em đã lên màu sơn mọi người nha. Thì 34 cũ thôi nha. Rồi Sirius bánh căm là 19 triệu mọi người nha. Chỉ cần 2 cũ thôi anh em nhận xe nha mọi người. 2 cũ lên hồ sơ nhận xe. Quay em pha cũng vậy, 17 cũ mọi người nha. Đời mới 2023 này, 23, 24 là phục đen mọi người. Đồng giá cho mọi người 17 cũ luôn nha. Rồi, con này tiếp theo là con Vision ánh tím mọi người, quá cao cấp luôn nha, 33 cũ mọi người nha. Đó. Còn tiếp theo là màu xanh này, sơn 3D của 125 mọi người, đời mới 2023 mọi người nha. Con này là 39 cũ mọi người nha. Đó. Còn nếu anh em mua SH160 đời mới 2023 mọi người nha, 101 cũ bao gồm VAT mọi người nha. Có 2024 luôn, 104 cũ nha mọi người. Rồi, future bánh mâm mà mọi người, bánh mâm thì màu trắng màu xanh là giảm cho mọi người còn 33 cũ bao gồm VAT luôn mọi người nha. Đó. Thì con này những cái dòng future là anh em hỗ trợ trả góp, đưa trước 3 cũ thôi là nhận xe nha. Rồi, tiếp theo là Vario mọi người, màu hồng này là màu sơn mọi người nha. Con này là khóa thông minh luôn, 38 cũ nha mọi người. Khóa thường cũng có nha, 36 cũ thôi. Rồi, trắng xanh màu này rất ưa chọn mọi nha. Con này thì mấy anh em trai cũng chạy rất là đẹp nha mọi người. Con dòng này thì 38 cũ bao màu sơn cho mọi người luôn nha. Đó, hồi xưa nó là trắng xanh mà kiểu như là cái yếm màu xanh nha mọi người. Thì hôm nay thì cái đời mới 2024 anh em ưa chuộng cái màu mà pha này mọi người, nên là anh em chạy cái màu này khá đẹp nha. Rồi tiếp theo là màu xám mọi người. Này là xám đen nha. Con này là 38 triệu khóa thông minh mọi người, bao màu sơn luôn nha. Đó. Ở phía trong này thì có một lô mới về luôn nè mọi người. Đây, Vario 125 khóa thông minh nè, màu xanh nè, 38 cũ bao màu sơn mọi người nha. Rồi, màu đen nhám nha, màu đen nhám mọi người, khóa thường nè, 35 cũ mọi người. Cái màu mà hồi bữa giờ chứ mà anh em mà sao mà không có cái màu đen nhám khóa thường mọi người. Khóa thường em còn 5 xe nha. Mới về. Màu này là bao màu rin cho mọi người luôn nha, màu rin khóa thường mọi người mà là nhám mọi người nha. Kiếm mà gọi là không có đâu. Anh em chạy ngoài đường không có màu đen nhám mà đời mới 2023 này đâu. Chỉ có lên em sẽ hỗ trợ cho mọi người có luôn nha. Này đó đây, còn con này nè, đó, màu đen nhám khóa thường 35 cũ mọi người nè. Đó. Còn nếu mà khóa thông minh là 37 cũ mọi người nha. 37 cũ khóa thông minh, SH mod ABS luôn. 63 cũ thôi mọi người. Đó. Còn Vario 160 là 45 cũ hết là, rồi nha anh em. Hết rồi, còn có 4 chiếc thôi mọi người. Đó. Đây. Sirius này mà, Sirius bánh mâm mọi người. Sirius bánh mâm thì là 22 cũ mọi người nha. Còn bánh đĩa bánh đùm là 20 triệu mọi người nha. Đó, 20 triệu, 22 triệu mọi người nha. Sirius thì chỉ cần 2 triệu thôi là nhận xe mọi người nha. Rồi, vô đây có Vision thể thao mọi người nè. Thể thao này con này thì 36 cũ mọi người nha. Giảm còn 36 cũ mọi người nha. Đó, còn Sirius nè, 19 cũ mọi người nha, 19 cũ nha. Vision cao cấp 32 cũ mọi người nè. Đó, còn Vision tiêu chuẩn nè, 30 cũ nè mọi người nha. 30. Vision tiêu chuẩn chỉ còn 30 cũ thôi, không cần trả trước mọi người nha. Đó, hỗ trợ cho anh em luôn. Rồi, tiếp theo nữa là màu đỏ mọi người, đỏ nhám. Cái con màu đỏ nhám này khá là nhiều anh em hỏi nè mọi người. Con này thì là giá sẽ là 38 cũ là khóa thông minh luôn mọi người nha. Bao màu sơn cho mọi người luôn nha. Rồi. Quen pha nè. Quen pha mọi người. Quen pha đời mới 2024 mọi người nè, 17 cũ thôi mọi người nha. Còn Winner này thì bản ABS luôn, 35 cũ mọi người nha. Đó, Vision thể thao còn một đống luôn mọi người, còn chắc ở chục chiếc á nha. Đó. Mới về. Đó, 36 và 7 triệu. Từ 36 đến 7 triệu giảm mọi người nha. Anh em lên sẽ giảm giá thêm nữa mọi người nha. Đó, còn Vision ánh tím khóa thường là 31 cũ mọi người nha. Có cái con màu xanh này là đời 2022. Con này là 32 cũ mọi người nha. Đó, 32 cũ thôi nha. Rồi, tiếp theo nữa là con Vision đặc biệt mọi người, màu xanh nhám nha, 33 cũ 500 thôi mọi người nha. Đó. Rồi, phía trong này có con Vario này, màu trắng này thì là 37 cũ là khóa thông minh nha mọi người. Đó, màu vàng cát khóa thông minh sơn lên 38 triệu bao màu sơn bao gồm thuế VAT hết mọi người nha. Con Future này, bên này có Future màu đỏ nè. Lên thái luôn, 34 triệu mọi người nha. 34 triệu thôi. Đó. Rồi, phía trong này một lô này mới về hết hoàn toàn nha mọi người. Về nha mới về luôn, mới về nên là
là hơi nhiều mọi người nha. Nhập màu đen nữa này. Màu đen nhám này, thể thao này là 36 triệu mọi người nha. Đó, còn Mio 25 triệu thôi mọi người. Mio chỉ cần 2 triệu thôi là nhận xe mọi người nha. Vision tùy nha mọi người, 2 đến 3 triệu nha. Vision đặc biệt là 33 triệu 500 nha mọi người. Còn AB này, 125 màu xanh này mọi người. Con này là 38 triệu mọi người nha. Màu xanh, màu đỏ 38 hết mọi người nha. Đó, đưa trước cho em 5 triệu thôi nhận xe. Rồi Vario màu trắng xanh khóa thông minh luôn nha. Con này là 38 triệu mọi người nha. Bao màu sơn, bao thuế VAT luôn nha. Đó, chỉ cần 3 triệu thôi là nhận xe mọi người nha. F155 nè. F155 màu sơn mọi người. 44 củ bao đây là khóa thông minh luôn mọi người nha. Đó, con này 44 củ mọi người nha. SH Mod màu bạc này là 63 củ mọi người nha. Vision màu trắng cũng còn nhiều nên giảm còn 32 triệu thôi mọi người. Đó, 32 triệu bao màu sơn. Này có con SH 160 nè mọi người. SH 160, con đó thì giá sẽ dao động là 2024 nè. Con này 2023 101 triệu mọi người nha, ABS nha. Đó. Còn nếu 2024. Bữa mình lên thì mình thấy anh em hỏi còn 2024 không đây này. Còn đó mọi người, còn 2024 đó 103 triệu mọi người nha. Xa nhám thôi, còn cái mặt nạ đó mà bóng thì là 2023 mọi người nha. Con đó thì là có 103,1 triệu thôi. Còn 125 ABS mọi người nè, màu xám xi măng cũng có luôn nha. Con này thì còn có một con duy nhất thôi mọi người. 83 triệu bao gồm VAT nha mọi người. 83. Đây, còn có future trắng này, được này nhiều lắm mọi người ơi. Future trắng em khá là nhiều nha. Con này là 33 củ mọi người nha. Đó. Còn nếu mà anh em mua con Vision trắng này 32 triệu mọi người nha. Đó, chỉ 32 triệu thôi. Đó là bao hết nha. Còn có màu bạc future này là 33 củ mọi người nha. 32 củ, 33 củ lên Thái nha mọi người. Còn con này bánh mâm màu đỏ thì 33 củ nè. Còn Mio thì giảm còn 25 củ thôi mọi người. Okay. Đó, chỉ cần 2 củ khoai anh em nhận xe nha. Mốt rồi. SH Mod này mọi người, SH Mod màu bạc này. Con này là 63 triệu nha, ABS nha. Còn màu ring như là CBS đó mọi người, màu xanh này thì là 57 củ thôi, giảm còn 57 luôn mọi người. AB 160 bản tiêu chuẩn nha, màu xanh với màu đỏ là 52 củ thôi mọi người. Đó, đặc, chỉ màu cần đặc biệt. Màu đặc biệt là 54 củ mọi người nha, 54 củ nha. Đó. Rồi, 125 bản AB 125 bản đặc biệt là 42 củ mọi người nha, giảm là còn 41 củ thôi nha. 41 củ thôi. Đó. Nếu liên hệ trước với em nha mọi người. Còn F155 màu xanh này thì là 44 củ mọi người nha, giảm 1 triệu còn 43 triệu mọi người nha. 43 triệu thôi nha. Đó. Còn AB 125 này là 38 củ mọi người nha. 38 triệu. Bản đặc biệt của 160 là 54 củ mọi người nha. Rồi F155. F155 màu xám bánh đỏ là tháng này giảm còn 46 triệu mọi người nha. Còn nếu mà anh em lấy cái bản màu xanh gần bên nó là 43 củ thôi nha. Còn da nớt thì chỉ còn 25 củ mọi người nha. 25. 25 củ thôi. Màu xám xi măng. SH Mod màu xám xi măng thì giảm còn là 65 củ mọi người nha. 65 củ bao gồm VAT nha. Còn future màu đen này thì là 33 củ mọi người nha. Đó, 33 củ thôi nha. Winner màu đỏ này thì là 32 triệu mọi người nha. Chỉ cần 2 triệu thôi nhận xe mọi người nha. Đó, thì xe còn khá là nhiều luôn mọi người. Mọi người coi video á, mọi người thích mua cái dòng xe nào cứ gọi điện cho em hoặc nhắn tin trực tiếp cho em nha mọi người. Nhớ liên hệ trước với em đến cửa hàng, em sẽ hỗ trợ cho mọi người 1 triệu tiền xăng khi lên mua xe mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã dõi clip của em nhé.